Graham Potter, viên gạch đầu tiên cho cuộc cách mạng ở Chelsea. Bản hợp đồng có thời hạn lên tới 5 năm cho thấy niềm tin cực lớn từ ban lãnh đạo Chelsea dành cho huấn luyện viên Graham Potter. Huấn luyện viên 47 tuổi có được những thành công nhất định cùng Brighton mà không nhờ vào số tiền đầu tư lớn. Trong mùa giải 2019-20 đầu tiên của ông tại câu lạc bộ, Brighton cán đích Premier League ở vị trí thứ 15. Đến mùa giải tiếp theo, Brighton xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng. Premier League 2021-22 chứng kiến thành tích tốt nhất trong lịch sử của Brighton. Câu lạc bộ này xếp thứ 9. Sau 6 vòng đấu tại Premier League 2022-23, Brighton đứng trên cả những Chelsea, MU hay thậm chí là Liverpool. Nghe có vẻ bất ngờ, nhưng thành tích trên của Brighton chính là thành quả những gì Graham Potter đã dày công xây dựng suốt 3 năm qua. Điều quan trọng, những tinh túy nhất của con người Graham Potter là hoàn toàn phù hợp với chiến lược của ban lãnh đạo Chelsea hiện tại. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.